Nhà thiết kế bóp váy hơn 11cm để dự dòng eo Angela Baby. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại về sức khỏe của Angela Baby cũng như việc giới nghệ sĩ đang ngày càng gầy và từ đó tạo ra xu hướng giảm cân không lành mạnh cho các cô gái trẻ. Ngày 8 tháng 5, Sina đưa tin nhà thiết kế đã bóp eo váy 11,5cm để dự với dốc dáng của Angela Baby. Tham dự sự kiện The Princess Global Gala tại New York, Mỹ, nữ diễn viên diện thiết kế từ thương hiệu Marsessa, mẫu đậm tông hồng được tính với phần đuôi xếp tận. Nhà thiết kế sử dụng họa tiết hoa để làm điểm nhấn cho chiếc váy. Bên cạnh đó, chi tiết chiếc eo giúp thiết kế khoe khéo dốc dáng người mặc. Để phần này vừa chặn về dốc dáng của Angela Baby, nhà thiết kế đã bóp eo. Sau khi nhà thiết kế chia sẻ về việc sửa váy sau cho dựa với thân hình của nữ diễn viên, sự việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại về sức khỏe của Angela Baby cũng như việc giới nghệ sĩ đang ngày càng gầy và từ đó tạo ra xu hướng giảm cân không lành mạnh cho các cô gái trẻ. Nhiều người tranh luận về vấn đề này. Tại sao cô ấy lại muốn khoe khoang việc mình gầy như thế nào? Điều này khiến nhiều phụ nữ bị ảnh hưởng. Cô ấy lại tiếp tục tạo chủ đề gây tranh cãi. Tôi không quan tâm việc mấy ngôi sao gầy như thế nào, thực sự trông không đẹp, là các bình luận xuất hiện trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Song, nhiều người tỏ ra bức xúc trước việc Angela Baby bị chê bai một cách vô cớ. Họ nhận thấy Angela Baby rất khỏe mạnh. Cô ấy thường trượt tuyết, trượt gián, lướt sóng và chơi bóng rổ với bạn bè. Nhiều người có tiêu chuẩn kép. Nghệ sĩ tăng hay giảm cân đều bị chỉ trích là không quản lý tốt cơ thể. Số khác khẳng định chiếc váy không được thiết kế riêng cho Angela Baby. Ekip của nữ diễn viên mượn thiết kế, bởi vậy chỉnh sửa là chuyện bình thường. Angela Baby, 1989, gia nhập giới giải trí từ năm 14 tuổi. Cô bắt đầu từ công việc người mẫu ảnh và chuyển sang đóng phim vào năm 2007. Đầu năm 2022, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh thông báo ly hôn. Nữ diễn viên cho biết bản thân ngại mở lòng để bắt đầu một mối quan hệ mới do tuổi tác và từng trải qua cú sốc đổ vỡ hôn nhân.